Ngày 21 tháng 12 năm 2021, công ty cổ phần Vinhome và tập đoàn Mitsubishi Corporation của Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên 3 lĩnh vực: phát triển đô thị và kinh doanh bất động sản, quản lý đô thị thông minh và chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng. Sự hợp tác sẽ mang tới cho thị trường bất động sản tại Việt Nam những đại đô thị đẳng cấp đạt chuẩn mực quốc tế. Hiện thực hóa bước đầu tiên của sự hợp tác, Vinhome và Mitsubishi Corporation sẽ cùng đồng hành phát triển các dự án The Origami và The Miyako thuộc đại đô thị Vinhome Grand Park, thành phố Hồ Chí Minh và một dự án nằm trong đại đô thị Vinhome Ocean Park, Hà Nội. Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển đô thị, hai bên sẽ hợp tác để kiến tạo các khu đô thị phức hợp quy mô lớn với tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, đẳng cấp để từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân và góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại Việt Nam. Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Vinhome và Mitsubishi Corporation sẽ phối hợp để áp dụng các giải pháp thông minh vào quá trình vận hành, quản lý các tòa nhà, mang tới cho khách hàng cuộc sống hiện đại, tiện nghi ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bấm like và share để ủng hộ nhóm thông tin bất động sản alocanhosg.com nhé. Mọi thông tin và cần tư vấn, liên hệ 0909910884.